Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mình là Nguyễn Văn Hoàng. Kênh YouTube của mình là Cập Vlog. Hoàng rất vui khi được cô chú anh chị và các bạn xem kênh Vlog của mình qua màn nhỏ. Mình rất mong được cô chú anh chị và các bạn xem kênh ủng hộ mình. Hãy bấm đăng ký, nhấn chuông và chia sẻ để mình có thêm động lực tiếp tục quay video để cho cô chú anh chị và các bạn xem giải trí. Hoàng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hello, chào cô chú anh chị các bạn nha. Sáng nay hai vợ chồng mình đi chợ Bình Thành nha cô chú anh chị các bạn. Đó, đây là chợ Bình Thành. Bình Thành Thanh Bình đó nha. Hai chồng đi chợ mua đồ ăn sẵn review luôn cho cô chú anh chị các bạn xem chợ ở đây nó bán như thế nào nha. Cũng dời ra ngoài tùm lum hết trơn á tại mình dịch đó các bạn. Đi, mời cô chú anh chị các bạn đi cùng mình nha. Đi. Mình đi một vòng qua chợ trái cây và tới chợ cá nha các bạn. Tao bán dài dài như vậy nè. Đây là trái cây. Chợ nó dài xuống tuốt tới dưới kia rồi. Xa lắm, bán nguyên một đoạn nữa ha. Đây bán rau cải trái cây nhiều. Đi dài vô chợ cá. Đây tao bán hai bên nha nè. Trong đó là khu nhà lồng, người ta bán bánh kẹo tập quá, còn cá thì giờ bán ra mấy ngoài. Ồ, đây còn ốc luôn. Đây khu này bán cá nè các bạn, trong đó thì bán thịt được không? Đây tới chợ cá rồi. Tuổi nó đẹp lắm không? Bông 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 đẹp lắm. Đây tới chợ cá các bạn. Chợ cá đây tới mé sông luôn. Bạch tuộc, cá, mực. Bán đủ thứ hết. Bán gà. Bán hình như xe ở đây chạy tuốt vô chợ luôn các bạn ơi, dễ đi lắm, chạy xe tới chợ luôn. Chạy thẳng tới bờ sông luôn. Tới đây là tới dưới này là tới bờ sông, tới chỗ nhà con ấy luôn hả? Phải không? Tới tiếp tục các bạn ơi. Ô trời ơi. Đây mình cho các bạn bán coi ốc. Ốc bự bự không à. Ốc xà ná không? Ốc bành 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 không? Đây ốc đá. Ốc đá.
thôi, mẹ làm gì mà mẹ đã rồi thôi. Không đủ thứ đồ ăn cho các bạn, cũng dễ mua. Chợ ở đây chạy xe xuống tới bờ sông luôn. Chúc mình đi dài dài xuống bờ sông lớn luôn nha các bạn. Cua, cá, nói chung đây thì cá nuôi nhiều ha. Đa số cá nuôi nhiều, cá đồng thì ít. Đây là cá sông. Mình đi hết chợ cái chút mình quành trở lại mình mua đồ ăn luôn nha các bạn. Cái cha cá chạch. Cá chạch kìa. Quá trời cá chạch luôn. Ở đây cá chạch bự lắm nha các bạn. Bán bao nhiêu một ký lần chị? Ở đây cá chạch có 250, cá bự nha các bạn. Chợ tôi lãnh 300. Đây là chợ Bình Thạnh nha các bạn. Cá chạch 250 nha. Cá chạch lớn lớn không phải chạch cơm đó nha. Đó, mình đi xuống tới bờ sông. Ôi cha, cá đường nằm bờ sông này luôn mà. Chợ cá dài bờ sông lớn lắm các bạn ơi. Cá bự. À, đây mới là chợ cá. Cá sông là đây nè. Đúng rồi, đây là chợ cá sông, nguyên cái chợ cá, nguyên cái bờ sông luôn. À, những cái xuồng người ta làm câu làm lưới, người ta đậu dưới này nè. Mình đang đứng ở bờ kè chợ Thanh Bình. Ủa chợ gì? Chợ Bình Thành. Chợ Bình Thành nha các bạn. Rồi tiếp tục mình đi tới. Đi em ơi. Ê, chút thấy mua cá chạch gì ăn ngon á. Đi. Tiếp tục mình đi chợ cá nữa nha các bạn. Đây mới là chợ cá sông nè nha. Chợ Bình Thành. Các bạn có mua chợ, mua cá sông ở chợ Bình Thành là phải đi thẳng xuống tới bờ sông luôn ha. Để mình đi hết review một vòng luôn cho các bạn coi nha. Đây, cá cóc bự bự không nha các bạn. Còn mấy ký lô lận nha. Cá sủ, đủ loại cá hết. Đủ loại cá, bà bán chợ này 5 ký cá sủ không coi. Đó, chị này bà bán cá sủ là xuống cuối chợ bờ sông nha. Bờ kè à. Các bạn mà mua cá sông là phải đi xuống tới bờ kè mới gặp. Ở trên kia bán cá nuôi thôi mà. Đi, đi nghe chị. Đây là cá linh. Cá linh, cá đủ thứ, cá sống không nha các bạn. Chị nó có chồng nè, chỉ luôn. Mừng may luôn cho chị luôn phải không? Chị nào không chồng thì lên đây sẽ mừng may luôn. Ừ. Ai có comment tới hỏi thăm là chị. Cá chốt. Đủ loại cá. Tưởng đâu cái chợ cá có khúc trên không chứ. À, tới dưới này lớn dữ nha. Đi thẳng xuống hết bờ kè luôn. Đi dài tới nha các bạn, tuốt cái đẳng luôn. Xa lắm, nguyên đoạn chợ cá xa lắm nha. Hết cái bờ kè. Thôi nó nghe nè, con cá nhỏ nè, tôi cắt đuôi này nha. Con cá bự cắt đuôi. Có lên đây. Các bạn có chốt lên đây đúng không ạ? À, bán cá linh bự bự không các bạn. Cá linh bành bành không à. Một phao luôn. Đó. Cá rô. Hến. Đây bán hến. Ngon lắm các bạn. 3 ký là 5 ký. Đây đi chợ dễ lắm. Không có 2 ký là hết hả? Hến, ốc, đủ thứ. Bạn ơi.
cái xác, đôi cái xác nhỏ quá hả. Cái cơm vậy? Tám luôn vậy, cái cơm mà tám ơi. Đi giờ tới luôn các bạn ơi. Tới đằng trước là hết. Cái này mình đi vòng qua chợ bên kia. Đi vòng ra. Đó, đây cá chập. Cá chập. Trê trắng, trê vàng, chuột đồng. Cá đồng không? Rồi cá chốt này, bên đây cá đồng không à. Đây là cá đồng, nguyên cái chợ, nguyên cái dãy bờ kè là. Nguyên dãy này là bờ kè là cá đồng chứ. Cá đồng. Các bạn muốn mua cá đồng là phải đi xuống hết tới bờ kè nha các bạn. Chợ Bình Thạnh nha. Tại nãy đi trên cho anh thấy cá nuôi không à. Anh cá nuôi với đây cá đồng không à. À. Đây là chuột đồng luôn. Nhiều khi các bạn không biết cái đi chợ cá đầu trên là cá nuôi không à. Rồi, đi nha em. Đó, mình đi hết dài lại đây là hết chợ nè các bạn, hết chợ cá đồng nè. Hả? Oh, hello. Trời ơi. Trời ơi, bán cá đây hả? Trời đất ơi. Đi chợ được rồi đó hả? Bữa nhắn tin với ổng, em biết. À, đây là nhỏ em nó cá làm ở dưới sông đem lên bán luôn nha các bạn. Oh, cá sủ gửi quá. Nó quay dài xuống. Cá làm được đó hả? Cá thú, chị mua cá thú à? À, cho hai con đó đi. Mẹ nhìn ra. Vậy sao điện thoại mất tiêu liên lạc chứ chạy. Ảnh còn Facebook đó. Còn cái bữa có cái Facebook đó, cái nhắn tin đó. Có con mẹ ăn sâu kìa. Mẹ hả? Cái Zalo mẹ ăn sâu mất tiêu. Còn tủ mày đó. Có em á thì không có. Nhắn thì trong thôi cái đó cho chị á, nó không có tiền. Cái xác đâu? Thôi trả tiền đi trời ơi. Chị mừng cực khổ. Rồi mình mua cá xong rồi các bạn ơi. Một cá hú, cá bóng. Rồi giờ mình đi ra. Đi. Thôi đi nha, về nha. Đi ra, mình đi ra hướng chợ ở đây, bên đây. À, nãy mình đi vòng bên kia đi vô. Bây giờ mình đi ra đường bên đây. Đi ra các bạn ơi. Nãy đi lối kia đi vô, giờ mình đi ra lối này. Đây ta bán quần áo, dép đủ thứ. Hai bên bán quần áo. Đi à, giờ đây là mình đi thẳng ra đường. Ra chỗ đậu xe. Gửi xe nãy. Đây bên đây là chợ này làm ta bán rau củ không à các bạn. Núm, rôm, trái cây, rau củ. Chợ này cũng lớn, tương đối lớn các bạn. Còn hàng thịt là nằm ở trong nhà lồng ha. Thịt nằm trong nhà lồng trong đó đó. Đó. Thịt là mình phải đi vô trong sạp đó đó. Ở đây mình đi dài ra. Có mua thịt mua gì không? Thịt thơm đi. À, thịt luộc hả? À. Đi. Đi 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 vô chợ thịt đi. Mình đi vô chợ thịt nha các bạn. Tiếp tục. À. Ô chợ thịt bán ít gì vậy ta? Đó. Trên kìa.
Chợ thịt là đây nè nha các bạn. Giờ tới hết luôn rồi. Con kiếm da đầu. Nè cái này ngon nè. Có cái da đầu nó cũng được ngon cực kỳ rồi. Lấy anh lấy kể cho con đó anh. Nhiêu hả? Để chụp thôi. Trời ơi con mua dưới cô lãnh 5.000 không đó. Mua da đầu luôn các bạn ơi. Về luộc ăn bánh tráng các bạn ơi. Nhờ ông chú cạo giùm luôn. Con này nè. Con này nè. Nó ngon lắm á. Thôi em ăn ba tử luộc thử coi, luộc giòn thử coi. Ba tử luộc giòn. Ba tử nhiêu? Chăn trả con 80 con. Chăn luôn đi. Bác nói thiệt nha, lên đây là lên đây là lên tivi luôn rồi đó. 83 nha. 8 mà 9 hả? Nãy nói 9 hả? Ừ, 9. Ủng hộ cho ủng hộ cho chính xương nha. Mới ghé vô là bán giá rẻ rồi đó thấy không? Dạ. Dạ, có YouTube không? Bấm vô. Của con nó tâm động như anh. Trần lẻ ba. Tôi bớt từ 3.000 Trần lẻ ba. Rồi, thôi chào đi. Dạ. Rồi đi ra đi, mua đó như là đủ. Đi ra đường này nè. Con đi gì chú? Giờ đi ra các bạn ơi. Mình đi ra ra. Sáng nay mua được cá. Đường mình y nãy đi. Mua được cá, cá hú xong nha các bạn. À, mua được miếng miếng da đầu với cá bào tử heo. À, về mình bao tử về mình luộc giòn ra. Đi chạy ra. Thuê ra. Tiếp tục đi dài ra các bạn. Có rau thì mua luôn. Sẵn mua rau luôn đây. Mua rau gì? Nhà mình còn không? Tiếp tục mình đi dài ra các bạn ơi. Dài ra ra đường. Xe mình đậu. Hả? Ờ. Bởi vậy xe mình đậu ngoài đường á các bạn. Nãy mình đi vô lối bên kia, giờ mình đi ra lối bên đây. Chợ có hai bên. Ở giữa nhà lồng là bán thịt heo. Còn hai bên là bên bán cá, bên bán rau cải. Rồi mình đi dài ra các bạn ơi. Lấy xe cái mình đi về. Dài ra mình tới chỗ lấy xe rồi các bạn ơi. Thôi mình đã đi cũng giáp cái chợ Bình Thành rồi nha cô chú anh chị các bạn. Mình ra đây mình lấy xe mình về. Mình xin phép cô chú anh chị và các bạn mình kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị các bạn xem nhớ bấm đăng ký và nhấn chuông để đón xem video mới của mình nha. Nhớ bấm chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha cô chú anh chị các bạn. Chào tạm biệt cô chú anh chị các bạn. Bye bye.